Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn. Hôm nay lần đầu tiên Đạt Nguyễn xin chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì mình phải đi dealer Toyota các bạn, để mình mua nhớt về mình thay nhớt xe. Thì mình có chiếc xe Toyota Highlander nữa. Thì hồi giờ là mình lúc mình mua nó mới á, thì nó có bảo hành, mình đi vô dealer mình thay các bạn. Còn mà nó hết bảo hành rồi thôi mình tự thay, và mình tự thay thì mình không có thích đem ra ngoài, mình ở nhà mình tự thay các bạn. Thì ở ngoài nếu mà mình đem vô Toyota luôn á thì nó ok. Xe mình là từ đầu đến giờ là mình đem vô hãng không à, mình có đem ra cái chỗ ngoài tầm bậy tầm bạ. Thì tại vì từ ngoài tầm bậy tầm bạ đó thì họ thay, thứ nhất là không có phải nhớt của Toyota, thứ hai là họ không có đúng của Toyota, thà mình nhà mình thay hư mình chịu. Thì mình quyết định là mình đi thay từ đầu đến cuối rồi của nhớt của Toyota các bạn. Thì trên đường mình đi, mình sẽ quay Toyota mua nhớt nhiêu tiền về thay ra sao cho các bạn cùng tham khảo để biết thêm thông tin thôi. Ok, giờ là trên đường đi. Thì nay thời tiết hiện tại nó khoảng 75 độ, nó cũng ok các bạn, chưa chưa thì nó lên nó nóng. Đây các bạn, đây là đường đi nha, đây trên đường mình đi. Thì đi từ đây tới hãng Toyota xe đó nó khoảng chắc xa nửa tiếng ít đâu. Còn mình muốn mình đem xe mình đi tới đó đó thì nó phải mất hết nửa tiếng đi, và mọi bạn phải đợi ít nhất là 2 tiếng mới tới phiên mình đúng không ạ. Ok các bạn, giờ mình đã tới hãng Toyota rồi. Trước mặt mình có chiếc xe Toyota dealer thấy không? Bây giờ mình quẹo trái nữa là mình vô dealer nha, và mình mua nhớt. Nãy giờ chạy cũng nửa tiếng các bạn. Đó, nhà nó cũng xa, không có ở trong cái khu bán. Trên con đường này á, là nó có Toyota nè, nó có Honda, nó có Lexus, tất cả các mọi thứ nó đều có hết. Bên kia đường nó có Carmark nữa kìa, chút nữa thể rảnh chạy qua bển review cái Carmark bển các bạn. Giờ xe cũ nó mắc lắm, xe mới xe cũ gì nó mắc lắm, nó thiếu xe. Đó. Ok, giờ mình vô sẵn chạy rảo một vòng cho các bạn coi luôn cái Toyota dealer nó có xe gì. Ok các bạn, đây là bên trong dealer. Toàn thấy là xe nó rất là thưa thớt nè, không biết bên trong nó như thế nào nha. Tại vì giờ nó thiếu xe lắm các bạn. Xe đây thì có xe mới, có xe cũ. Đó. Những cái xe nằm trước mặt đó là xe bán á. Này bên trong là showroom. Ok, để coi coi. Chiếc Tacoma nó cũng có nè. Để rảo vòng coi cái có chiếc nào ngon ngon xuống coi giá. Toyota Highlander nè. Rồi chiếc này 30.000, 40.000. Xuống coi thử các bạn. Cái xe này là xe used các bạn, nó đây là certified nè và used vehicles. Là chiếc này nó bán là 32.000 các bạn. 32.400 2018. Đồ 2018 mà bán 30 mấy ngàn á, cười thiệt. Hết hồn luôn. Ở chiếc bên đây coi, chiếc này cũng 2018 các bạn, nè, chạy được 30.000 mai rồi. 2.5 leader xe 4 máy 6 số. Bạn mắc quá, giờ xe quá mắc luôn. Dòng này là dòng xe cũ các bạn. Khi mà để certified, mua mấy chiếc certified nó cũng ok, nó còn warranty á. Chiếc này đến 40.000 luôn.
39.900 mấy à. Chiếc này thì thấy đẹp hơn trong ghế da nè. Không, thấy chiếc này 48.000 mai, 3.5, 6 máy nè. 8 tốc độ 8 số, số này số số tay ấy, số tự động. À, màu trắng. Ồ bán mắc quá. Giờ xe cổ mắc lắm, không có xe mà mua đó. Cho nên bạn thấy vô cái tô với điêu lợn này xe nó ít lắm bạn. Ok. Giờ chạy. Chạy tới coi chiếc xe xe bán tải. Tới bạn thấy không? Cái chỗ đậu xe nè, không còn chiếc nè. Chỗ này thật tới nữa là xe nó đậu đầy luôn đó bạn. Đó bạn thấy vắng hoe luôn không? Tại xe một phần á là nó không có để bán, nhưng mà nó có bán thì nó mắc quá người ta không mua. Đây dàn xe bán tải đây các bạn. Coi thử dàn xe bán tải tấp vô cái. Giờ tới đây hồi trước á làm gì có chỗ đậu xe các bạn. Hồi trước không có chỗ đậu xe đâu, xe này là xe của cái bãi này, của bãi của họ để họ đổ xe tới. Còn xe mình á đậu ở phía trước kìa. Ok, đi ra coi dòng xe SUV với dòng xe bán tải coi nó xinh thế nào. Thấy thấy được có chiếc xe Mỹ đó bạn. Thằng xe Mỹ này nó lâu nó bị lộ vô, nó là 29.474 đồng. Thì coi sơ thôi, chiếc này Dodge Ram, chiếc này là mình không có thích. Để coi nó là nhiều đời mấy nha. Chiếc xe này là xe của Mỹ rồi, nó đổ vô thì chắc chạy cùi bắp quá gì. Chiếc Ram 2016 chạy đâu rồi, trời ơi, 100.000 mai rồi đó bạn. 100.000 mai là xe không nên rớt nha. Coi giá lại coi. 29.000 cho 30.000. Chiếc này là chiếc thanh ra nè các bạn. Giá là 45.000. Thanh ra thì ok, nhưng mà xe này là xe used rồi. 45.000. Coi giá coi. 2016, năm 2011 rồi, 5 năm rồi. 88.000 mai rồi. Wow. Xe quá mắc, body còn ngon, chiếc này body còn ngon. Coi chiếc chiếc này giống chiếc Honda đó ta. Lâu lâu có chiếc Honda lộn vô các bạn. 40.000 2019. Không, 41.000 chiếc Honda. Honda này cũng được, nhưng mà coi là thử coi nó đời mấy, nó chạy nhiêu mai rồi. 2019 các bạn. 2019 chạy là 21.000 mai, bán là 40.000 ha. Số mấy quên rồi, quên giá rồi. 41.000. Wow, ghê thật. Nói chung là xe quá mắc nha các bạn. Kiếm chiếc Tacoma coi thử coi. Chiếc này Tundra không à. Nè, chiếc này Tacoma nè. Chiếc này chắc là cuộc đời cổ lỗ sĩ luôn các bạn. Nhìn nó cũng cũ đúng rồi. Mà nó có hai cửa, nó có cửa này cửa ba, thứ ba thôi. Thứ tư thì nó nhỏ lắm. Chạy 31.000 mai. Số tự động 6 speed. Rồi cái này nó không đề mai là bạn biết rồi đó. Ở ba đề ba, nó đề 31.000 mai 2018. Nó không đề giá à ta. Xe nhìn cũ à. 36.000 các bạn. Rồi chưa? Thôi, được rồi, như vậy thôi là biết giá của nó là khủng hoảng cỡ nào rồi các bạn. Chiếc xe này tào lao nhỏ xíu xíu à, 25.000, 26.000. Đời cũ lỗ sĩ luôn. Chiếc này 55.000 nè bạn. Hôm bữa mua có 40.000 à, quá đã không? Hên. Ok, bây giờ mình đi vô mình mua nhớt các bạn ơi. Sẵn mình review cho các bạn coi vậy, xe nó quá mắc luôn. Bây giờ mình vô mình mua nhớt, chút ra nói chuyện nhớt nữa nha.
nhớt thì là cái này phía sau của dealer, nhớt thì ra phía trước. Wow, xe khủng khiếp thiệt. Giờ là giá trên trời không? Tội cho ai những người nào mà giờ đi mua xe. À, mà nó đâu có xe nó bán đâu bạn. Giờ bạn mua là ba cái xe lê que à. Đó. Chỗ đậu là thên hang luôn. Thấy không? Hồi xưa mà xe mà nó về đùng 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 á, là mình vô đây một cái hả, không có chỗ đậu xe mình luôn á. Thì giờ nếu mà giờ ở đây nè, nếu mà một sáng mơ á, mình mà muốn thay nhớt á thì mình phải đi vô trước các bạn. Mình phải đi vô đây mình đậu nè, rồi mình vô bên trong mà để mình mua để mình thay nhớt. Đậu đại chỗ này đi. Chỗ này ai đậu cũng được mà. Đó, thì mình vô đây mình vô cái chỗ mà service. Mình vô đây mình vô cái chỗ service department các bạn. Là mình để mình mua nhớt mua đồ. Không chỗ chắn không cho quay đâu, mình vô mình mua thôi. Rồi ok, để mình chút mình ra nói chuyện các bạn nha. How many bottles in here? 6. Oh yeah. Thank you. Ok các bạn, đây là cái filter. Thì bên trong á, nó làm bằng nhựa, bằng giấy, bằng gì á, để cho nó lọc á. Giờ đời mới nó như vậy à. Đó này, mốt về mình thay mình sẽ review đó. Đó, thì nó bên này tháo cái filter của mình ra, gắn cái này vô thôi ha. Rồi xe 2011, hồi nãy vô nó lộn 2001 các bạn. Lâu quá không có rớ vô cái mình nói 2001 chạy xe đời mới quen à. Cái vô nó gì à, mày mua synthetic mà 2001 nó không có chạy xe synthetic. Tao nhớ tao chạy xe synthetic mà. Cái kêu mở ra coi, mình coi thử nhớ lại xe của mình, mở cái bảo hiểm ra nó 2011. À, nhớt đi, một thùng các bạn, một thùng là 6 bình. Đúng 3 bình một cái. Chính hiệu của tàu tài nha các bạn. Dầu nhớt của Toyota, chạy xe của Toyota thì mua nhớt của Toyota. Các bạn mua xe cũ thì không biết chủ nó thay nhớt bằng nhớt gì mình không biết. Dĩ nhiên mới nó sẽ đi tới Toyota nó làm. Nhưng mà cũ là nó ra mấy cái chỗ tầm bậy tầm bạ đó, mình tạm nói vậy đi. Để nó thay nhớt, nó đâu có thay nhớt Toyota đâu bạn, nó thay nhớt Mobil 1, nó thay nhớt Mobil 1 cũng còn đỡ, nó thay nhớt của Castro, nó thay nhớt nhiều cái loại nhớt. Thì cái nó sẽ không có bảo vệ chính ngon bằng cái Toyota. Đây các bạn, thì cái bình của nó này, Toyota thương hiệu nó đàng hoàng. À, cái này là cái ray, cái loại nhớt cho cái xe, mỗi cái xe nó có là 30 50 33 50 gì đó, nó cái số này nè, cái số này đó để làm gì? Để nó cái chất lỏng hay là chất nhờn của chiếc xe đó nó là bao nhiêu. Cái số này ở sau đó, nó càng cái số sau nó càng lớn đó, là cái dầu nó càng đặc hay sao quên, đại khái là cái nó là như vậy. Đó. Thì về tự thay các bạn thì tốn hết nhiêu tiền. Cái filter á là nó là 5 đồng 45, phải không lấy nó tính rồi, nó tính 22 thứ lần, đúng rồi, 5 đồng 45 cái filter. Còn cái nhớt á là một bình á là 7 đồng 25 sen, một bình là 7 đồng 25 sen các bạn. Và nó mình mua 6 bình nó là 43 đồng 50 sen. Tổng cộng nó cộng lại là 48 đồng 95 sen. Thuế vô đó là 3 đồng 61 sen. Và mình trả là 52 đồng 56 sen. Trời quá không thấy rồi. Đây bạn, 52 đồng 56 sen. Đó. Rồi mình tự về mình thay. Là công của mình. Nếu mình vô á thì thường giờ mình không nhớ nhiêu các bạn bên. Chắc nó quất mình tiền công 20 đô nữa hay sao mình không biết. Đại khái nó là vậy các bạn. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ đến các bạn nha. Đi coi xe rồi từ từ mình bàn về xe tha sao. Bây giờ mình xin tạm biệt. Rồi, chào các bạn nha. Bye bye.